Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đặt vấn đề là làm sao chúng ta thay được cái icon và cái phần tiêu đề ở đây. À, icon thì chúng ta thấy nó là hình một cái chiếc lá hay cái gì đó nhỏ nhỏ ở đây nè. Đó là cái biểu tượng của thằng Kinter. Và đây là viết tắt của chữ Kinter, đó là TK. Như vậy thì chúng ta sẽ thử là thay đổi hai giá trị này luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục search Google thôi. Chúng ta sẽ search với từ khóa gì? Ví dụ như chúng ta sẽ thay thành là set title. Rồi chúng ta vào chúng ta xem ha. Rồi xem hướng dẫn như thế nào đây. Kéo xuống. Đây có phần thay đổi tiêu đề liền. Rồi kéo xuống ha. Mọi người thấy nè. À, thay vì nó để là chữ root như chúng ta thì nó để là chữ WS. Cũng được, không có vấn đề gì ha. Quan trọng ở đây là gì? Là chấm title, đưa vào cái title mong muốn. Như vậy lúc này thì chúng ta chỉ cần quay lại đây. Chúng ta sẽ làm tương tự như đó thôi. Và mình cũng sẽ tạo ra phần ghi chú để sau này chúng ta có thể đối chiếu lại. Rồi, cái thằng root của chúng ta này, chúng ta chấm. Rồi, gõ thử. Đây mọi người thấy nè, title nó đang hiển thị. Và chúng ta chỉ cần đưa vào cái giá trị title mong muốn của chúng ta. Ở đây app đầu tiên của chúng ta tên là Change Color. Mình đưa vào Change Color. Và bây giờ mình chạy lại. Xem nó ra kết quả là gì. Đây cái app của chúng ta xuất hiện với cái tiêu đề của cái cửa sổ là Change Color, hoàn toàn chính xác. Bây giờ muốn thay đổi cái icon ở đây thì sao? Tiếp tục search thôi. Rồi quay lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ thay thành là Set Icon. Xem nó có hay không ha. Đây nè, có ngay cái phần khoanh tròn luôn nè. Rồi chúng ta vào chúng ta xem. Nó sử dụng là gì? Là icon photo. Rồi icon photo, sau đó phía trên là nó tạo ra một cái đối tượng hình ảnh. Có đối tượng hình ảnh đó rồi nó mới đặt vô đây. Mọi người thấy đây là cách nó đặt. Chúng ta xem ha. Ở đây nó có thêm những cái ví dụ khác. À, mọi người thấy là gì? Từ một cái từ khóa mà chúng ta search chúng ta học được nhiều thứ lắm. Ví dụ như mình vào thử liên kết này. Hoặc là vào thử liên kết này chúng ta xem ha. Có bao nhiêu chúng ta cứ thử đọc để chúng ta học. Đây, nó có phương thức nữa là gì? Là icon bitmap. Rồi, icon bitmap thì truyền đường dẫn đến cái tập tin hình ảnh đó. Đó, có khá nhiều, hồi nãy là icon photo, bây giờ là icon bitmap. Nó cũng thay được tấm hình cho chúng ta nè. Như vậy bây giờ sẵn tiện thì mình sẽ copy ở đây đi ha. Chúng ta sẽ quay lại. Chúng ta sẽ bắt nó vào đây. Đây là phần thay đổi cái icon. Đường dẫn của chúng ta là gì? Như vậy thì lúc này mình sẽ chuẩn bị sẵn cho mọi người một cái folder. Mình sẽ copy nó. Mình sẽ paste vào đây cho mọi người. Chúng ta có folder tên là image. Thì trong cái ứng dụng của chúng ta có những cái hình ảnh gì cần xài thì chúng ta cứ đặt trong cái folder image này. Và chúng ta có một cái hình tên của nó là icon.ico. Như vậy những cái tấm hình mà chúng ta muốn làm cái icon đó, thì phần mở rộng của nó phải là ico. Như vậy mọi người có thể tìm, ví dụ như mọi người tìm icon ico free, nó có khá nhiều trang. Đây có những cái trang nó cung cấp những cái icon hoàn toàn miễn phí cho chúng ta luôn. Chúng ta chỉ cần vào chúng ta lựa cái mẫu icon thích rồi chúng ta download về chúng ta dùng thôi. Còn nếu mà bạn nào có tấm hình sẵn rồi thì chúng ta có thể search, ví dụ như convert cái ảnh của mọi người là png chẳng hạn, to ico, nó cũng có hết. Đó là cái phần mình nói thêm ha. Và chúng ta có cái hình ảnh này rồi, vấn đề là làm sao chúng ta set nó làm cái icon đây. Thì chúng ta sẽ học cách viết của nó nè. Sẽ vào cái gì? Vào folder image. Và vào cái tấm hình của chúng ta tên là icon.iso. Bây giờ chúng ta chạy lại xem nó có ra được hay không ha. Rồi, chúng ta bị lỗi. Nó báo là gì? Nó báo rằng cái icon ico này nó not defined, nó không được tìm thấy nè. Như vậy lúc này chúng ta sẽ thử thay đổi lại. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ bỏ cái dấu xiệt chỗ này đi. Đang tập tin của chúng ta thì vào folder image. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ thử trả lại Ctrl F5. Nó vẫn báo lỗi. Nó báo lỗi là gì? Cái này nó không được định nghĩa. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ không có thực hiện cách viết như thế này được, mà chúng ta sẽ thực hiện một cách viết khác. Ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Chúng ta cần phải lấy cái đường dẫn. Rồi mình sẽ đưa vào đây ha. Chúng ta có là gì? Là chúng ta sẽ lấy cái đường dẫn hiện tại directory path bằng OS. Và muốn sử dụng được cái thằng OS này thì chúng ta phải import nó vào. Rồi
OS đây là một cái thư viện, nó viết tắt của chữ Operation System thôi. Nó lấy đường dẫn của cái tập tin hiện tại. Và bây giờ chúng ta sẽ thử in nó ra, xem nó là gì cái đã. Rồi chúng ta in nó ra. Sau đó chúng ta cứ chạy lại thôi, Ctrl F5 mới chạy lại thôi. Đây mọi người thấy nè, ở phía trên ha, chúng ta xem có cái chỗ nào để in hay không. Đây chỗ này nó in ra nè. Nó vào ổ đĩa D, Python Tinker và folder sụt. Và vào tiếp được cái folder là gì? 01 Gen Color của chúng ta rồi. Như vậy directory path nó chính là cái đường dẫn vào cái folder là 01 Gen Color. Như vậy ở phía dưới thì chúng ta chỉ cần là gì? Chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái nữa đi, có tên là path image. Đường dẫn vào trong cái folder image của chúng ta sẽ bằng gì? Là bằng cái thằng directory path này nè. Chúng ta sẽ join với cái chữ image. Cái chữ image nè chính là cái tên của folder. Và bây giờ chúng ta in ra thử cái thằng path image này. Rồi tiếp tục chạy lại xem nó ra là gì ha. Đây mọi người thấy nè, à nó vào được folder image của chúng ta. Như vậy ở phía dưới này chúng ta chỉ cần thay lại thôi. Ở đây bỏ dấu xịt này luôn đi ha. Rồi chúng ta sẽ copy thằng này, chúng ta sẽ đưa vào đây. Lúc này sẽ là path image. Và join với tên tập tin lúc này sẽ là icon ISO. Chúng ta bỏ thằng này đi. Rồi xem có lỗi gì hay không. Thiếu một chỗ đóng. Bây giờ chúng ta tiến hành chạy lại. Đây nó không có lỗi nữa nè. Và mọi người thấy cái icon của chúng ta nó đã hiển thị ra. Như vậy thì chỗ này chúng ta hệ thống lại. Cái nội dung code để chúng ta có thể thay được icon chính là cái nội dung này. Và ở đây đơn giản là gì? Là truyền vào đường dẫn đến cái tập tin icon đó. Và đường dẫn đến tập tin icon thì chúng ta phải đi từ gì? Từ cái folder là 01 Gen Color nè. Ở đây mình sẽ đặt cho nó đồng nhất luôn đi ha. Path Directory. Rồi nó bằng lấy đường dẫn của cái tập tin hiện tại. Tập tin hiện tại là tập tin 01 Windows. Sau khi có cái thằng này rồi, chúng ta mới lấy đường dẫn vào folder image. Đó, mới vào folder image. Và sau khi vào folder image rồi thì chúng ta muốn lấy cái hình, cái đường dẫn đến icon ISO thì chúng ta sẽ, đây giống như là gì, thay vì chúng ta sẽ ghi là image rồi vào cái tập tin là icon.iso, thì cái hàm này nó sẽ join hai thằng này lại bởi cái dấu phân cách tùy vào cái hệ điều hành của chúng ta, và hiện tại nó đang là cái dấu xuyệt. Đó. Như vậy chỗ này thì chúng ta có thể là đem hết toàn bộ thằng này. Mình sẽ đem qua ở bên tập tin là define. Mình sẽ pass vào đây. Và những cái giá trị này nó cũng hiếm khi thay đổi. Do đó chúng ta sẽ đặt nó ở dạng là hằng số. Như vậy ở đây sẽ là path directory. Sau khi có thằng này rồi thì chúng ta sẽ thay vào đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ thay thành là gì? Là path image. Ở đây thì OS nó bị lỗi. À chúng ta phải import nó vào. Cắt thằng này ha. Đem vào đây. Rồi như vậy import ở phía trên đi. Chúng ta path nó vào đây. Không còn lỗi xuất hiện nữa. Chúng ta xem lại. Đường dẫn đến directory có. Image có. Quay lại đây thì chúng ta vẫn phải cần cái thằng OS để chúng ta có thể là chúng ta gọi được cái hàm join của nó. Rồi. Chỗ này sẽ là gì? Là path image. Đó mọi người thấy cách mà mình đặt tên biến cũng vậy. Thay vì chúng ta phải đặt là gì? Directory path rồi image path thì chúng ta phải nhớ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta đặt có cái cấu trúc là những cái gì về đường dẫn nó bắt đầu bằng chữ path thì chúng ta cứ gõ path thôi. Lập tức editor nó sẽ nhắc lệnh chúng ta. Như vậy chúng ta chỉ cần chọn vào path image là xong. Bây giờ trả lại xem ra thành quả. Ok, như vậy nó ra được cái icon cho chúng ta. Và trong video này chúng ta đã thiết lập xong được cái gì? Tiêu đề của cái app và cái icon của cái app của chúng ta.